trước mắt quý vị và các bạn đó chính là chiếc Mazda 3 2019 được hệ thống Mazda phân phối. Và đây là hình ảnh tổng quan của Mazda 3 màu trắng 2019. Chúng ta sẽ xem tổng quan từ phía đầu xe. Đầu tiên là đầu xe. Đầu xe với thiết kế Koro, ngôn ngữ Koro đầy thể thao, năng động. Thực ra là có thể nói là Mazda là một trong những hãng mà thiết kế ra những mẫu sản phẩm cực kỳ là trẻ trung. Tiếp đến đó chính là phần thân xe. Thân xe cũng cực kỳ là nổi bật và ấn tượng. La răng nhôm đúc cao cấp, đèn xi nhan tích hợp trên gương. Đây là phần thân xe tổng quan của Mazda 3 2019. Vâng, với công nghệ SkyActiv, Mazda 3 2019 cho khả năng vận hành cực kỳ là mạnh mẽ và phù hợp với đặc biệt nhất là giới trẻ. Giới trẻ khi mà nhìn sở hữu chiếc Mazda 3 mới thì tôi thực sự là thấy là đầy ấn tượng. Và đây hãy cùng xem, đây là Mazda 3 Luxury. Vâng, với giá là 669 triệu đồng. Ngôn ngữ thiết kế Koro. Chúng ta sẽ một lần nữa nhìn tổng quan của Mazda 3 2019. Vâng. Mặt ca lăng với logo Mazda nổi bật. Một lần nữa. Hãy nhìn chi tiết, chúng ta sẽ di chuyển vào trong nội thất. Vâng, và để sở hữu ngay Mazda 3 2019 với giá cực kỳ ưu đãi, hãy liên hệ ngay hotline tư vấn bán hàng phía bên dưới để được hỗ trợ chương trình mua xe trả thẳng cũng như là trả góp tại hệ thống Mazda. Một lần nữa thì Văn Hội xin trân trọng cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi clip của tôi. Văn Hội xin trân trọng cảm ơn. Goodbye.